Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn hôm nay có khỏe không? Các bạn ơi, hôm nay My đang ở chỗ mà nursery của người đại Hàn ở trên đường Garden Road với góc Newland mà nằm trên đường Garden Road. Cái địa chỉ My để trên đây nha. Các bạn có cần chậu, những cái chậu cây ăn trái hoặc là những cái chậu mà mình trưng cho đẹp để mình trưng Tết đó các bạn, hoặc là mình trưng ở trong nhà, thì ở đây mình thấy có bán rất là nhiều. Thì hy vọng là các bạn cũng tìm được cái chậu mình thích ha. Thì My đến đây thấy thì quay cho các bạn xem thôi chứ không có dính líu gì trong đây hết. Nhưng các bạn, My cũng là khách đến đây nhìn thấy có nhiều thì quay cho các bạn xem thôi. Thì My thấy cái chậu mà 15 gallon mà màu đen loại mũ này nè, thì ở đây bán là 5 đồng một cái. Còn nếu mà cái loại lớn hơn mà 25 gallon á cũng có, rồi 20 gallon cũng có, rồi còn lớn hơn nữa thì có luôn 35, 45 gallon đều có hết á các bạn. Thì các bạn có cần trồng những cái cây ăn trái mà mình sang chậu á thì mình đến đây mình tham khảo ha. Mình thấy giá rẻ thì mua, còn thấy mắc tiền thì thôi, mình đi chỗ khác mình tìm nữa. Để My vô đây cho các bạn xem những cái chậu với những cái cây mà mình trưng ở trong nhà, mà để mình trưng Tết nè, hoặc là mình trưng bình thường ở trong nhà ở patio, mà có mấy cái chậu nhìn thấy nó cũng modern lắm các bạn, nó cũng được, thì cho các bạn xem cho vui ha. Cái này nè, cái này ở đây nhìn cũng đẹp lắm. Cái này oval 35 đồng. Rồi mấy cái này thì rẻ hơn. Cái này nhìn vuông vuông cũng đẹp nè. Ở đây có nhiều cái chậu vuông á các bạn, tân thời lắm luôn á. Nè nhìn, cái này loại này thì bóng chứ không phải cái loại nhám, mà nhìn cũng đẹp lắm. Bên này thì có loại nhám nè. Đủ thứ kiểu, đủ thứ size hết trơn luôn á. Nãy My hỏi thử cái chậu này là 40 đồng nè. Cái này cao hơn đầu gối của mình một chút. Cái loại này 40, loại này 50, loại ở trong là 30. Loại này là loại ốm cao á các bạn, loại thứ mình để những cái nhánh mai nhật đồ vô thì sẽ rất là đẹp luôn. Ở đây có rất là nhiều bông nha các bạn. Mấy bông nhiều cải cũng lạ lạ lắm, mình trưng thấy cũng dễ thương. Cái loại đây là loại indoor. Đây mình cho các bạn xem những cái chậu này. Đây là kim tiền, cây kim tiền 75 đồng. Cái chậu này không, ở đây bán là như 40. Nếu mà mình có cây này thì mình mua cái chậu này thôi thì nó rẻ hơn ha. Bên này 80 nè các bạn. Chậu bên này 90, chậu màu xanh á. Chậu bên này 160. Quá chừng lớn luôn. Nhìn cái cây này giống cây giả quá. Nó đủ tiêu chuẩn á. Đây mấy cái loại này mình bỏ vô 8 đồng. Mình mua về bỏ vô cái chậu đẹp đẹp ha.
Cây này 110 đồng. Một trăm ba chục đồng. Một trăm bốn mươi lăm đồng. Chậu này cũng đẹp lắm nè các bạn, cao hơn đầu gối mình luôn. Cái loại chậu này, chậu không á, là 50 đồng á. Những chậu rất là cao là 50, xong rồi 40, rồi 30. Cái chậu bên này cũng dễ thương nè. Chậu ở đây là 135 đồng. Này là có cây luôn, còn không có cây thì rẻ hơn. Cái này là 50 nè các bạn, chậu không nè. Đó, bên này rất là nhiều chậu luôn. Đó, các bạn mà thích các loại chậu mà cao á thì ở đây có rất là nhiều. Cái chậu nhỏ này là 30 nè, cái chậu cao này là 50, chậu vuông bên này là 40. Này cao lắm. Cái này cũng cái cỡ này có giá nè, 30 là nhỏ, cái hình ngoài vậy là 50 nè. Một set 3 cái, 30, 40, 50. Đây một set 3 cái nè, 30, 40 với 50. Còn bên này mấy cái chậu lớn luôn. Loại set này thì 35, 50, 65. Hiện tại là đang có các bông cũng dễ thương lắm các bạn, đủ loại hết trơn luôn á. Đây là mấy cây lavender rồi nè, rất là đẹp luôn. Đây là cải cầu vồng, à, kale, cải kale á, với strawberry và salad. Bây giờ mùa này không có quá nhiều bông. Ở đây có rất là nhiều sen đá, quá chừng kiểu sen đá luôn nè các bạn. Và những cây giống như là phát tài ở đây đang có nhưng mà chưa có vô chậu. Nếu mà mình mua mấy cái này thì rẻ hơn là người ta đã vô chậu sẵn. Mấy cái loại này nè, 21 nó rất là cao, ở nhà My có, cao tới lưng quần luôn á, cao lắm luôn. Rất là nhiều bông giấy luôn á các bạn, đủ màu á, màu hồng, màu đỏ đậm, màu tím tím, bông giấy, quá chừng bông giấy luôn.
Mùa này thì mùa lạnh cho nên bây giờ đang có nhiều giống như là cải bẹ xanh, rồi cải bó xôi, rồi cải xà lách. Những cái rau mà chịu mùa đông lạnh á, thì ở đây mình thấy có rất là nhiều. Hoặc là những cái chậu mà mình trồng cây ăn trái á, thì ở đây cũng có rất là nhiều. Với những cây giống như Japanese maple hay là những cây kiểng á, ở đây cũng có nhiều lắm các bạn. Mà nhất là chậu, mình thấy chậu ở đây thấy có đủ loại hết trơn á, với đủ cỡ luôn. Mình xin dừng ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem. Chúc cho các bạn trồng cây luôn được tốt, và mình chọn những cái giống cây hay chọn những cái chậu nào mình thích rồi mình trồng cho được tốt nha. Mình hẹn các bạn ở nhiều video khác của My. Nếu các bạn thấy video này có hữu ích thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình chào tạm biệt các bạn. Bye bye.